Nhìn xem, cây này đã lớn đến mức này rồi. Nhìn nửa này của nó vẫn còn nằm dưới đất. Xin chào mọi người, tôi là A Vũ. Mọi người có biết công cụ mà tôi đang cầm trên tay để làm gì không? Hôm nay tôi đã đến trang trại để trải nghiệm việc đào củ hoang dã xuyên bối mẫu. Mọi người có thể nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp phía sau tôi không? Hôm nay, tôi đã cùng anh trai và Tiểu Tiểu lên núi để đào củ xuyên bối mẫu hoang dã. Phong cảnh bây giờ cũng rất đẹp, bầu trời thì trong xanh, phong cảnh ở trang trại thì thật là tuyệt vời, và thời tiết cũng khá ổn. Chúng tôi đi dọc theo con kênh này để vào đây. Các bạn nhìn xem, ở đây tôi phát hiện ra rất nhiều cây. Ồ, mọi người ơi, hãy để tôi đến thử xem. Nhìn thấy không? Đây là một bông hoa màu tím. Đây là hai bông. Ồ, đây là ba bông. Đây là bốn bông. Đây là năm bông. Sáu bông. Tôi phát hiện được sáu bông. Nhìn xem, đây là bông hoa của nó. Còn đây là quả đã già. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao ở đây lại có nhiều như vậy. Vì ở đây có hạt giống. Nhìn kìa, khi nó khô lại, nó sẽ nứt ra. Ở đây có 8 quả. Chúng ta chỉ cần đào 4 quả thôi. Chúng ta phải sử dụng công cụ chuyên dụng để đào xuyên bối mẫu này. Vì nếu dùng tay sẽ rất khó. Một khi tìm thấy trong rừng, chỉ cần một cú đẩy là có thể đào lên được. Ồ, củ này có thể dùng tay để đào. Tôi sẽ dùng tay để cạo bớt đất ra rồi sau đó dùng cái xẻng cắm xuống, nâng lên xem có thể nâng lên được không. Bốn quả thôi, chúng ta phải sử dụng công cụ chuyên dụng để đào xuyên bối mẫu này, vì nếu dùng tay sẽ rất khó. Một khi tìm thấy trong rừng, chỉ cần một cú đẩy là có thể đào lên được. Ồ, củ này có thể dùng tay để đào. Tôi sẽ dùng tay để cạo bớt đất ra rồi sau đó dùng cái xẻng cắm xuống, nâng lên xem có thể nâng lên được không. Nhìn này, tôi đã đào được một củ đầu tiên. Ồ, may mắn quá, tôi đã tìm thấy nó. Ồ, nó đã lộ ra, thấy chưa? Đây là củ xuyên bối mẫu của chúng ta. Có lẽ không còn củ nào nữa, tôi sẽ lắp lại. Bạn của tôi, chúng tôi còn có một loại khác gọi là Ibi. Để tôi cho các bạn xem nó như thế nào. Ở đây có rất nhiều. Để tôi cho các bạn xem cái này. Bạn nhìn xem, ở đây có một củ. Bên này cũng có một củ. Chúng tôi sẽ chỉ đào một củ để các bạn xem Ibi là gì. Bây giờ tôi sẽ dùng tay để đào ra vì Ibi rất mỏng manh. Xuyên bối mẫu thường nằm rất sâu trong đất. Bây giờ tôi sẽ dùng xẻng để cắm xuống, nâng lên xem có thể lấy được không. Nhìn kìa, ở đây có một củ. Ồ, củ này rất đẹp, nó giống như ông lấy mặt trăng. Bạn nhìn xem tại sao gọi là ông lấy mặt trăng. Tôi sẽ cho bạn biết ngay bây giờ. Nhìn kìa, ở đây có một củ nhỏ. Nó ôm chặt hai bên, rất đẹp. Đây là loại xuyên bối mẫu có chất lượng tốt nhất và giá trị cao nhất. Đó là loại này. Bây giờ tôi sẽ đào nó ra xem. Củ này không có nhiều đất bám. Nhìn xem, cây này đã lớn đến mức này rồi. Nhìn nửa này của nó vẫn còn nằm dưới đất. Nửa này đã mọc lên và nở hoa. Đó là như vậy. Xuyên bối mẫu này cũng có thể ăn được. Bây giờ tôi sẽ biểu diễn ăn sống cho các bạn xem. Xuyên bối mẫu có vị hơi đắng. Ừm, nó rất đắng. Thuốc tốt thường đắng mà, và khi nhai, nó có rất nhiều nước. Phần gốc có vị đắng, nhưng đắng kèm theo một chút hương thơm, giống như mùi vị của đậu xanh. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục đi tìm thêm.
Tiểu Tiểu đã tìm thấy một củ xuyên phối mẫu rồi. Nó đang đào. Hãy xem liệu nó có thể đào ra không. Đào xuyên bối mẫu này đòi hỏi phải có kỹ thuật. Củ y bị đã bị đào lên rồi. Thật tiếc. Chúng tôi sẽ lắp lại. Ở đây này, để tôi cho các bạn xem. Nhanh lên nào, nhìn kìa. Đây là củ xuyên bối mẫu vừa được đào lên, rất nhỏ. Ở đây có một đám khác, và củ này vừa nhổ lên. Họ chưa bao giờ đào xuyên bối mẫu trước đây. Hãy xem hôm nay họ có thể đào được bao nhiêu. Tiểu Tiểu vừa tìm thấy hai củ nữa. Hãy xem liệu nó có thể đào ra được không. Nó đã đào được rồi, nhưng tiếc là đã dùng xẻng đập hỏng, củ bị gãy làm đôi. Ồ, ở đây còn một củ nữa, củ này nhỏ hơn. Tiểu Tiểu lại đào được một củ nữa. Anh ấy nói bên ngoài bị bọc lại. Đây là lớp vỏ ngoài của nó. Bây giờ chúng tôi sẽ đi dọc theo con suối này để tìm thêm. Bầu trời phía sau rất đẹp, núi tuyết, mây trắng, bầu trời xanh. Trước mặt trời có vẻ sắp mưa. Trên núi, khắp nơi đều vang lên tiếng của con cầy hương, rất dễ thương. Mọi người nhìn xem, tảng đá này lớn như vậy, mọc trên thảm cỏ, thật kỳ diệu. Nhìn kìa, Tiểu Tiểu lại có phát hiện mới. Đã đào lên chưa? Ồ, củ này rất nhỏ, chỉ là y bì. Anh trai tôi nói phát hiện nhiều quá, hãy đi xem. Ồ, ở đây nhiều quá, và cái này đã nở hai bông hoa. Đây cũng nở hai bông hoa. Đào cái này lên chắc chắn sẽ lớn. Đào lên rồi, bạn không hiểu, không dễ đào đâu. Củ này rất to, hãy xem nào, tuyệt vời quá. Bạn có muốn giữ hạt giống không? Không đào được thì không đào, để lại hạt giống. Nhìn xem, hôm nay chúng tôi ba người chỉ đào được bấy nhiêu thôi, củ thì to nhỏ khác nhau. Bạn nhìn xem, chỉ có bấy nhiêu thôi. Hãy xem, anh trai tôi cũng đến. Lần đầu tiên anh ấy đào xuyên bối mẫu và củ rất sạch. Anh ấy đào được nhiều hơn chúng tôi. Nhìn xem, chỉ có bấy nhiêu thôi. Đó là lý do tại sao đào xuyên bối mẫu không hề dễ dàng. Muốn đào ở những nơi này phải rất khó khăn và ngày càng ít đi. Vì vậy, tôi mong mọi người hãy bảo vệ và giữ gìn xuyên bối mẫu hoang dã này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu bạn thấy nội dung thú vị và bổ ích, hãy nhấn like và share để lan tỏa đến nhiều người hơn nữa. Đừng quên đăng ký kênh Lớp Nha Trang để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để chúng tôi tiếp tục mang đến những điều mới mẻ và hấp dẫn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.